Vâng, lời nói đầu tiên cho phép Vũ Duy Long kính chúc cho cô chú anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Cũng có cô chú anh chị hay hỏi là tại sao Long hay quay cảnh trong rẫy với làm nương không vậy? Tại vì Long thì Long ngại nếu mà quay ngoài lộ, ngoài đường thì Long không có dám. Cho nên ở dưới quê mình thì mình trồng bắp rồi làm lúa thôi, thì Long tận dụng những cái điều đó thì Long quay cho nó có cảnh quê hương chút xíu nha cả nhà. Nếu có gì sai sót thì cả nhà mình cũng thông cảm bỏ qua cho Long nha. Rồi hôm nay Long xin gửi đến cô chú anh chị một tác phẩm được mang tên Nhìn đời mà sống, một sáng tác của ca nhạc sĩ Quy Thái. Kính mong cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức. Là thường người hãy nhìn